Lăng Tu Nguyên trong lòng tại lúc này cũng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn. Cái này tàng tính có ý từ gì? Chủ nhân đời trước phi thăng, liền giám dạng này âm dương quái khí đương nhiệm chủ nhân. Chẳng lẽ lòng có phản cốt? Mọi người vào cửa sau, bị Phương chăn chăn cưỡi dược hung mang theo nhất thiên tam đi giáo dục. Hắn gọi nhất thiên tam chớ học Lâm Vân Hạc đem lời nói một nửa, chớ học Diêm Chính Đức cùng Lăng Tu Nguyên âm dương quái khí, lại đơn đọc lọt điểm này. Ông Tú tại nói Phương Cửu Đình là như thế nào cha tấn Lâm Vân Hạc thời điểm, hắn quên gọi nhất thiên tam chớ học. Cái này khiến Dược Hùng rất trầm mặc gia hoàn này tốc độ học tập thật sự là quá nhanh nhưng học để mà dùng năng lực cũng xác thực quá kém cùng lúc đó phương trần đen tàng tính lắp trở về cũng chất vấn ngươi có phải hay không cố ý quấy rối ngươi không phải nhìn qua ta xuất thủ giáo huấn dự khung lúc màu đỏ thần tướng khai cùng muội muội ta thần tướng đạo cốt sao ngươi bây giờ còn có cái gì tốt khiếp sợ nhìn qua là nhìn qua nhưng khi ta lần đầu ý thức được sự thật này lúc vẫn là tránh không được khiếp sợ trong lòng tàng tính lạnh như băng nói các ngươi hai huynh muội đều có tiên nhân chi tư cái này thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quá không thể tưởng tượng nổi nói xong tàng tính trầm mặc một lát lại thản nhiên nói ta nghĩ nghĩ ngoại trừ kinh thán vẫn là kinh thán quá lợi hại phương trần một lát sau lăng tu nguyên đem đem phương trần trong động phủ luyện khí thất phá hủy đem phòng tu luyện bỏ vào về sau phòng tu luyện này chính là phương trần chân phòng ngủ mà tề gia nguyệt thì là bị phương uy lĩnh đi công việc tông môn lệnh bài phương trần động phủ lớn nhưng trên thực tế tất cả gian phòng đều hữu dụng đồ cho nên nằm muốn đỏ lại còn phải đi địa phương khác tốt ta đi trước lăng tu nguyên nói ra phương trần cùng khương ngưng y liền cung kính hành lễ tiễn biệt lăng tu nguyên lăng tu nguyên trước khi đi nghĩ nghĩ hay là hỏi tăng tính là chuyện gì xảy ra đây cũng không phải là một tên hợp cách khí linh nên có biểu hiện phương trần cười khan nói Tổ sư, hắn không có bị nhất thiên tam điểm hóa thời điểm, liền sẽ thiểu thốn tâm tình. Nếu là muốn nghe được hắn nói chuyện bình thường, chỉ có nhất thiên tam điểm hóa mới được. Chờ điểm hóa về sau, tâm tình của hắn tăng vọt, thực lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. Lăng tu nguyên nghe vậy, sững sờ, còn có loại thủ đoạn này. Cái kia tàng tính về sau chẳng phải là muốn tiếp nhận rất nhiều lần điểm hóa. Phương Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng, bởi vì hắn còn muốn sưu tập chính mình linh tính cùng ký ức. Lăng tu nguyên lâm và trầm tư, lập tức, hắn nghĩ tới thiên ma chiến trường tình huống đã không cần cuống cuồng liền tò mò nói ra cái kia đã như vậy ngươi nhường nhất thiên tam điểm hóa hắn một chút ta muốn nhìn phương trần nghe vậy lúc này sững sờ vội vàng cười khan nói tổ sư không muốn á tàng tình có tâm tình dáng vẻ rất đáng sợ lăng tu nguyên mỉm cười mang theo khinh miệt có thể có nhiều dọa dạ người phương trần sau đó phương trần nhìn về phía một bên trong góc trên đầu ngồi đấy phương trăn chăn rực hung chính hai tay ôm ngực thần sắc bất thiện nhưng nhất thiên tam tại góc tường phạt đứng Phương Trần nói ra, Nhất Thiên Tam, tối, Nhất Thiên Tam lúc này mới nhảy đi qua. Thế nào? Phương Trần không nói chuyện, đưa ra tàng tính. Oanh, tàng tính khí tức trùng thiên, bay lên, theo sát lấy tại lăng tu nguyên mặt trước một tá em không bò trên mặt đất thức cúi đầu, cũng khiên tốn, cung kính lại đến cười nịnh nói. Tổ sư, ngài khỏe chứ? Ta là tàng tính, ngài, ngài gọi ta tiểu táng là được. Hi hi ha ha, lăng tu nguyên. Nghe tàng tính hơi có chút thẹn thùng cảm giác ngữ khí, hắn đột nhiên lần thứ nhất có chút không thoải mái. Phải biết, tàng tính hai ngày trước vẫn là cái đại thừa kiếm linh lẫn nhau vẫn là người trong đồng đạo bây giờ nịnh nọt thành dạng này hắn thật sự là có chút buồn nôn lăng tu nguyên nói người ta sớm đã gặp mặt người không cần một lần nữa tự giới thiệu sau đó người bình thường một chút nói trong lòng người muốn nói liền tốt không cần nịnh nọt tàng tính rồi mới lên tiếng đúng tổ sư sau đó tàng tính nhìn về phía phương trần kinh hãi lớn tiếng nói phương trần ngươi cùng ngươi muội muội không khỏi quá kinh khủng các ngươi Lời còn chưa nói hết, thanh âm đã không có. Lăng Tu Nguyên làm cái định thời gian tình cấm âm, nhưng tàng tình im miệng, cũng nhìn về phía Phương Trần, mặt không chút thay đổi nói. Ta đã biết, Phương Trần lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Sau đó, Lăng Tu Nguyên nói ra, tốt, ta đi trước, cung tiễn tổ sư, vu đến đến, Lăng Tu Nguyên biến mất không còn tâm tích. Thay thế, Phương Trần lại nhìn về phía trên này dưới tránh, không có phát ra bất kỳ thanh âm tàng tính, lộ ra hài lòng. Cảm tạ tổ sư, Phương Trần nhìn về phía Khương Ngưng Y, Tốt, mông y, ta trước đưa ngươi trở về đi. Trở về trên đường, ngươi bồi ta cùng đi chuyến thanh phong các. Nghe vậy, Khương Ngơ Y gật đầu nói. Tốt. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi, lưu lại rực hung, nhất thiên tam cùng phương chăn chăn. Cùng lúc đó, Nguy Thành. Lúc này Lâm Vân Hạc đang ngồi ở to lớn thái cổ huyền ngọc chu lên, thiên trọng lâu thuyền, đến đốt sáng trưng, lại không một người cùng hẳn nói chuyện. Trên thuyền khí linh không ít, bọn họ ngay tại lẫn nhau nói chuyện, ai cũng không để ý tới Lâm Vân Hạc. Bất quá, Lâm Vân Hạc cũng không phải rất để ý có người hay không ý. Hắn lúc này chính là một mặt hưng phấn mà nhìn lấy trong tay Ngọc Giản. Đây là ôn Sơn Hà đồ ấy nái của hắn. Ôn Sơn Hà tìm tới Lâm Vân Hạc về sau, phát hiện Lâm Vân Hạc hai mắt thất thần, mặt mũi tràn đầy trùng rỗng. Trong lòng ấy náy càng sâu, liền đem rất nhiều đào pháp, đào pháp đạo ngộ đều làm lễ vật. Bổ khuyết cho Lâm Vân Hạc, những thứ này vốn là ôn Sơn Hà theo cái khác tổ sư trong tay đạt được, vốn là định cho phương cửu đỉnh nhưng ở phương cửu đình làm những chuyện này nhất là còn gián tiếp tính hại lâm vân học về sau ôn sơn hà liền không có ý định nhường phương cửu đình tiểu tử thú này dễ dàng như vậy lấy được nàng đem những ngọc giản này đều cho lâm vân học nhưng lâm vân học lĩnh hội cũng tự do quyết định làm sao giao cho phương cửu đình cho nên thời khắc này lâm vân học khổ tận cam lai về mặt tươi cười cực độ cao hứng lần này nguy thành chuyến đi hắn là mang theo đạt được ôn sơn hà tổ sư tiến một bước thưởng thức cùng tán thành mục đích tới tuy nói quá trình cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không liên quan nhưng kết quả đúng rồi Thanh Phong Các, Phương Trần cho lấy sẽ tới nơi này, chủ yếu vẫn là nghi đến đến kêu lên Thiệu Tâm Hà cùng đi Hồ Long Tông. Nhưng đến cửa thời điểm, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Hoàng Trạch Chính đang nhắm mắt tính dưỡng, không uống rượu. Thay thế, Phương Trần cùng Khương Ngưng Y lết nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Sau đó, Phương Trần tiến lên, hành lễ, còn chưa hỏi thăm. Hoàng Trạch nói, có chuyện gì? Phương Trần nói, Hoàng trưởng lão, ta muốn tìm tâm Hà Sư Huynh. Hoàng Trạch nói, tâm hà không tại ngày về chưa định phương trần nghe vậy lông mày lúc này nhíu một cái ngày về chưa định cái kia phương trần nghĩ nghĩ liền hỏi hoàng trưởng lão lúc trước ta cùng tâm hà sư huynh quyết định muốn đi hồi long tông sự tình nên như thế nào giải quyết đâu lại trì hoãn trì hoãn sao vẫn là ta một người đi là được tuy nói phương trần cảm giác đến tự mình đi là được cũng không phải cái đại sự gì nhưng đã đều hỏi nhân ra trực luân phiền trước mặt trưởng lão phải dĩ nhiên muốn đem sự tình nói rõ ràng nhưng hắn vừa mới dứt lời hoàng trạch liền nói ra tâm hà không tại ngày về chưa định phương trần khương ngưng y trầm mặc một lát không khỏi thăm dò tính nói hoàng trưởng lão tâm hà sư huynh là đệ tử của ngài sao hoàng trạch tâm hà không tại ngày về chưa định hai người nhất thời lâm vào trầm mặc phương trần mười phần im lặng hắn đang nghĩ liền xem như nhất thiên tam ở chỗ này giờ phút này cũng cần phải đã nhận ra không thích hợp trước mắt cái này hoàng trạch nói rõ cũng là cái tự động hồi phục thiểu năng trí tệ phân thân chỉ cần liên quan đến từ mấu chốt tâm hà liền sẽ như vậy hồi phục chân chính hoàng trạch đoán chừng không biết đi nơi nào xây như chết lập tức phương trần không khỏi lắc đầu tu tiên rời khôi lôi ký phát thế nhưng là mười phần cao siêu hoàng trưởng lão đây cũng quá kém luyện đến cái gì thứ đồ hư đúng lúc này sao đến đến một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống banh rơi vào phương trần cùng khương ngưng ý trước mặt là một đạo vô cùng quen thuộc đầu tỉ mỉ thân thể thân ảnh chính là tiểu trích tiểu trích cùng trước đó không có gì khác nhau duy nhất khác biệt có thể là tay của hắn chính lấy ra nhàn nhạt ánh quang tiểu trích sau khi hạ xuống liền khoát tay cao hứng hô phương khương chân truyền thay thế khương ngâm y mỉm cười vuốt cằm nói tiểu trích phương trần sững sờ mẫn ngạnh sao ngươi lại tới đây tiểu trích hồi đáp ta là tới cho khôi lỗi bổ sung linh thạch hoang trưởng lão đi ra ngoài rồi hiện tại thanh phong các gió lão đại khôi lỗi canh cổng nghe vậy phương trần sững sờ anh cái này nguyên lai là tông chủ khôi lỗi sao sau đó tiểu trích phố vỗ hoàng trạch đầu soạt hoàng trạch xương sọ mở ra trong đầu giống tuyết tiểu trích không khỏi lung lay đầu to phương trần cùng khương ngưng y cùng nhau sững sờ tuy nói biết là khổ lỗi nhưng nhìn đến hoàng trạch đầu dạng này mở ra xác thực có loại dị dạng cảm thụ quả nhiên linh lực hết sạch không có khí linh khổ lối cũng là phiền phức không có linh thạch liền ngây ngốc tiểu trích ghét bỏ thầm nói con là không bằng ta thông minh ta liền không cần linh thạch phương trần Mẫn ngạnh người thật giỏi tiểu trích hắc hắc cao hừng nói phương người cũng rất tuyệt phương trần không khỏi vội ho một tiếng nghi ngờ nói Mẫn ngạnh Ngươi vì cái gì theo vừa mới đến bây giờ chỉ gọi ta Phương? Nghe vậy, Tiểu Trích không khỏi cũng nghi ngờ nói, không phải ngươi nói đừng để ta gọi Trần sao? Ngươi nói ngươi đối Trần dị ứng. Phương Trần Anh một tiếng, Trần nghi nghĩ, lúc này mới nhớ lại, không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu, Tiểu Trích bây giờ lại còn nhớ rõ. Quả nhiên, người giấy thật ấm lòng. Sau đó, Phương Trần cảm động vỗ vỗ Tiểu Trích nói, mận nảnh, ngươi vẫn là đừng kêu Phương, gọi ta Phương Trần là được, ta hiện tại không dị ứng. Nghe vậy, Tiểu Trích không khỏi hỏi, vậy ngươi bây giờ vui vẻ sao? vui vẻ tiểu trích gật đầu vậy là tốt rồi sau đó tiểu trích liền hướng về bên trái nghiêng đầu một chút khương ngông y sững sờ phương trần cũng theo sững sờ đây là tại làm gì giả ngây thơ sao suy nghĩ vừa dứt giới tiểu trích não trái đột nhiên rơi ra một khỏa to lớn linh thạch linh thạch sòng ánh sáng nồng đậm linh khí mười phần phóng lên tận trời linh thạch rơi sau khi ra ngoài tinh chuẩn mà rơi vào hoàng trạch trong đầu ừm um linh thạch rơi xuống hoàng trạch thể nội trong nháy mắt bộc phát ra khi thế kinh thiên động địa hắn chậm dai đứng dậy nhìn về phía phương trần mắt lộ ra uy nghiêm tri sắc bộ dáng này do so chân chính hoàng trạch càng giống trực luân phiên trưởng lão nên có phong phạm trong lúc giờ tay nhấc chân đều là có thiên địa huyền diệu cao thâm khí thế cũng là cái kia theo gió phiêu lãng xương sọ có chút xuất diễn tiểu trích thấy thế thỏa mãn gật đầu tốt trang đến rất giống sau đó tiểu trích đem hoàng trạch xương sọ đóng lại ừm hoàng trạch nhìn về phía phương trần cùng khương ngưng y uy nghiêm nói Phương Trần Truyền, Khương Truyền, xin đừng nên đen ta giả trang hoàng trưởng lão sự tình nói ra. Phương Trần cùng Khương Ngưng Y lập tức cùng nhau gật đầu. Phương Trần trong lòng suy nghĩ, muốn là gia hòa này chủ trì thanh phong các, đoán trừng Thiệu Tâm Hà sư Huỳnh cũng không cần bị mệt. Tiểu Trích thấy thế, nói ra, "Tốt, người tiếp tục làm bộ đi, về sau nhanh điểm thông báo ta, không nên bị người khác phát hiện." Hoàng Trạch nói ra, "Biết." Sau đó, Tiểu Trích nhìn về phía Khương Ngưng Y, đồ châu bảo thân thể bỗng nhiên kéo căng, nhưng kỳ thật kéo căng cũng rất không phải ngận ngạnh, Nhiên Trang nói. Khương Chân Truyền, lão đại để cho ta mang cho ngươi câu nói. Hồi long to một nhóm, Thiệu Chân Truyền không cách nào kịp thời gấp trở về, mời ngươi cùng Phương Trần cùng một chỗ tiến về, trong lúc đó, không thể ý thế hiếp người, không thể khùng núm, nhiều lấy không kiêu ngạo không tự ti, cần phải bày ra đạm nhiên tông đại tông phong phạm. Giữ gìn ta tông ẩn kiếm phong, đệ tử tiêu thanh tôn nghiêm, như gặp không cách nào giải quyết chi vấn đề, kịp thời kêu gọi tông môn trưởng bối. Khương ngưng Y hành lễ nói, đệ tử lính mệnh, thay thế, nhờ chỉ một chút con xì hơi, thân thể vừa mềm mềm nói, tốt ta đọc xong đây đều là lão đại nói khương ương y không khỏi nhịn không được cười lên vô vỗ tiểu trích đầu nói tiểu trích thật giỏi tiểu trích buồn bực nói ngươi đều cùng phương trần xuyên một dạng y phục ngươi vì cái gì không học một ít hẳn gọi ta ngận ngạnh khương ương y tốt ngận ngận ngạnh tiểu trích cái này mới cao hứng trở lại đúng tốt phương trần ta phải đi về các ngươi hai cái trở về đi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi Hồ long tông phương trần gật đầu được sau đó tiểu trích phóng lên tận trời mang theo linh lực ba động phong tới vân nam cảnh mà phương trần cùng khương ngưng y thì là cùng mặc dù là hàng giả nhưng thật sự hàng sen ra đáng tin quá nhiều hoàng trạch tạm biệt lúc này xích tôn sơn đã đêm dài nhưng tối nay nguyệt minh trong sảng ánh bạc bao lầy núi đá thảo mộc cảnh sắc đều mông lung chút hai đạo lam san thân ảnh liền theo cái này dường như bị ảnh trăng thấm mềm đường núi chậm rãi hướng kiếm quật động phủ phương hướng bước đi cái kia phương sư huỳnh chúng ta cái gì thời điểm xuất phát rời đi thành phòng các về sau khương ngưng y không khỏi dò hỏi ta đi xem một chút tiêu thanh tình huống bách phong thi đấu tốt như hôm nay vừa kết thúc hắn khả năng chính đang tu dưỡng, chờ hắn tu dưỡng hảo, lại cùng đi hồi Long Tông. Phương Trần nói ra, Khương Ngô Y nghe vậy khẽ gật đầu, cũng đúng. Sau đó, hai người liền đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc bên trong, không nói gì. Chỉ bất quá, cho dù là trầm mặc, hai người cũng không có cái gì không được tự nhiên, chỉ là một cái nhìn trái, một cái nhìn phải, mỗi người ánh mắt lấp lế. Hai người đều đang tìm kiếm đề tài. Đúng lúc này, một thanh âm ở bên hông vang lên. Ngưng y, ngươi tại sao trở lại? Vừa mới nói xong, hai người cùng nhau quay đầu đi liền phát hiện một thân váy trắng khuôn mặt đại khí rất có một loại tứ hải thái bình chơi yên biển lặng khí chất nữ nhân nhìn thấy người tới khương ngương y giật mình chẳng biết tại sao có chút không khỏi vì đó tâm hỏng vội vàng hành lễ nói sư tôn nghe vậy phương trần đồng tử chấn động có chút kinh hoàng ta đi tiêm vân tiên tử đột nhiên như vậy sao theo sát lấy phương trần cũng liền vội vàng đi theo tất cung tất kình nói đệ tử phương trần bái kiến sư khục bái kiến tiêm vân tiên tử Nói xong, Phương Trần đang muốn hành lễ, một cỗ nhu hòa gió chợt đưa tới, chống đỡ Phương Trần thân thể. Tiêm Văn Tiên từ mỉm cười thanh âm truyền đến, Phương Trần truyền, không cần đa lễ. Tiếng nói này nhu hòa, lộ ra thân thiết, nhưng Phương Trần lập tức hảo cảm tăng gấp bội. Nhìn xem, đây mới thật sự là không cần đa lễ. Cùng lúc đó, Tiêm Văn Tiên từ mỉm cười dưới khuôn mặt, tâm lý chắc động lên suy nghĩ. Phương Trần lễ, nàng có thể không chịu nổi. Tiêm Văn Tiên từ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Phương Trần, cũng là tại đạm nhiên điện. Nàng dám cam đoan, ngày nào đó là nàng bước vào tu tiên chi lộ đến nay, khó quên nhất một ngày. Tuy nói, nàng cái này sư tôn đã bị Khương Ngưng Y xem như mộ thân đổi đãi. Theo phương diện nào đó tôi nói, nàng cũng có thể tại phương trần trước mặt mày tự cao tự đại. Nhưng nàng vẫn là thật không dám. Sau đó, tiêm vân tiên tử cười tùng tìm nói, các ngươi không phải về phương ra sao, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Khương Ngưng Y hồi đáp, theo thiên ba chiến trường có chút bình cố, cho nên, lăng tổ sư liền trước mang bọn ta trở về. Nghe vậy, tiêm vân tiên tử nụ cười nhất thời thu vào, không khỏi vô ý thức nhìn phương trần liếc một chút. Thiên ma chiến trường có biến cho nên, cái này tự nhiên là đại biểu cho ôn tú nhất định phải lập tức chạy về thiên ma chiến trường. Bởi như vậy, phương trần chỉ sợ tâm lý sẽ không dễ chịu. Sau đó, tiêm vân tiên tử chỉ có thể an ủi, chắc hẳn cũng là một ít sự tình, bây giờ có lăng tổ sư bọn họ nhìn lấy, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Phương Trần nghe vậy, cười cười, đúng, tiêm vân tiên tử thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài, ai, hai tử đáng thương, nhưng Tiêm Vân Tiên tử nhận vì lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng. Dù sao, lấy lăng tổ sư cả tính, nếu biết chuyện này, như vậy tất nhiên là toàn lực phủ kín. Đương nhiên, nếu là lăng tổ sư cũng thất bại, cái kia đến lúc đó, cũng không cần lo lắng. Sau đó, tiêm vân tiên tử nói, cái kia đã như vậy, nhìn bước tiến của các ngươi hẳn là muốn về kiếm quật động phủ á. Khương Ngân Y nói ra, đúng, phương sư huynh muốn tiện ta về đi. Tiêm vân tiên tử ô một tiếng, lập tức mới phản ứng được, nhìn một chút y phục của hai người, lại ô một tiếng, nụ cười càng thịnh. Cái này hai tiếng Anh, làm đến Phương Trần cùng Khương Ngưng Y đều có chút chân tay luống cuống. Tiêm vân tiên tử nói, tốt, vậy các người đi về trước đi, ta còn có chút sự tình, muốn đi một chuyến vườn hoa cỏ. Khương Ngưng Y sững sờ, không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua tiêm vân tiên tử đến phương hướng, lâm vào trầm tư. Sư tôn đi tới nơi hướng phía sau, có thể không phải liền là vi sư cô vườn hoa cỏ sao. Phương Trần vội vàng cung tiễn cái kia tiêm vân tiên tử đi thông thả tiêm vân tiên tử không đợi trầm tư khương ngưng y nói chuyện liền cùng phương trần gật đầu cười quay đầu rời đi yên cảnh giờ phút này rốt cục hiện tiếng tại khương ngưng y bên tai nói ra sự tồn tác hợp còn không nắm chặt cơ hội khương ngưng y bất động thanh sắc đem yên cảnh ngoi đầu lên chui kiếm cho nhấn đi vào một lát sau hai người tới kiếm quật động phủ yên cảnh cùng tiêm vân tiên tử tận lực tác hợp ngược lại làm rối loạn hai người tiết tấu cho đến kiếm quật động phủ thời điểm hai người đều không sao cả xâm nhập nói chuyện phiếm nhân tiện nói tạm biệt cái này khiến yên cảnh mười phân tiếc nuối nó khắc sâu kiểm điểm một chút chính mình về sau không thể nói lung tung đều có tình ý nhưng không bị chỉ ra nam nữ điểm này yêu thương là cần thời gian ủ ra tới nếu là nóng vội ngược lại hoàn toàn ngược lại dù sao hai người vừa mới lấy sát lục kiếm tâm cùng đỉnh cấp huyễn thuật cộng đồng nhìn một trận đặc biệt nhất pháo hoa vốn là cần thời gian dư vị chính mình vẫn là gấp kiểm điểm kiểm điểm rơi đi kiếm quật động phủ về sau phương trần về tới động phủ của mình đến động phủ về sau phương chăn, chăn đã đã ngủ Dư Khung chính cẩn thận từng ly từng tí đen nàng đặt ở trên giường mềm mại, nhìn lấy một cái trên đầu đỉnh lấy nhánh cây đen bạch lão hổ cẩn thận như vậy khu vực hài tử, Phương Trần không khỏi có chút cảm động, vẫn là Dư Khung đáng tin, thực sẽ mang em bé. Sau đó, Dư Khung để xuống Phương Trần chăn về sau, quay người ra khỏi phòng, nhìn về phía Phương Trần. Phương Trần vừa muốn nói chuyện, "Suỵ, Dư Khung truyền âm nói, đừng nói chuyện, đánh thức làm sao bây giờ?" Phương Trần không thèm để ý chút nào, lại không phải là không có cách âm trận pháp, ngươi sợ cái gì? Dư Khung thần sắc bất thiện, ta mặc kệ vất vả cũng không phải ngươi nhất thiên tam mắng hắn nhất thiên tam hồ tổ dạng này không đúng sao dực hung đúng lúc này một bình lá trà xuất hiện ở dực hung trước mặt phương trần đem lần trước tôn xuân long lấy ra linh trà đưa đi ra dực hung lập tức lộ ra nụ cười ngươi nói đi muốn nói bao lớn tiếng đều được nói xong hắn vươn mỏng vuốt phương trần cười hắc hắc tốt nói xong hắn trở tay đem lá trà thu lại vô hụt dược hung Phương lão cẩu, ta muốn cùng ngươi giải trừ thú nô ẩn, chính thức trở thành đạm niên tông chân truyền, ta muốn theo ngươi sinh tử đấu. Phương Trần không nói chuyện, đem lá trà lại ném vào dược khung trong ngực. Dược khung lập tức như thiểm điện thu hồi, cười ha hả nói. Đi thôi, tắm suối nước nóng đi, dư tông chủ đưa tới lễ vật bên trong có suối nước nóng linh dược. Thưởng thức hết dược khung trở mặt về sau, Phương Trần tìm tôn Xuân lòng chỗ ở lại. Tự thân lên cửa bái phỏng, nói ra chờ tiêu thanh có thể bình thường hành động về sau. Chính mình cùng Khương Ngưng Y sẽ cùng đi hồi Long Tông sự tình. Dù sao để người ta đợi nhiều ngày như vậy, lẽ tiết vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Tôn Xuân Long vô cùng cảm động. Cùng Tôn Xuân Long rời phiếm bài câu, thuận tiện hiểu rõ Tiêu Thanh lên khắc mấy tên cường địch sự tích về sau, Phương Trần liền cáo từ rời đi. Lúc còn đi, Phương Trần thấy được Tôn Hạ Long. Tôn Hạ Long lúc này thần sắc hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào trước đó kiêu ngạo, rất giống là bị bị cái gì đã kích cực lớn một dạng. Phương Trần biết đối phương có thể là bị Tiêu Thanh đả kích, nhưng trong lòng cũng không có đồng tình, ngược lại thay hẳn vui vẻ. Dù sao, hắn thấy, nếu như không có chính mình cùng thiệu tâm hạ tham gia mà nói. Tôn hạ long thằng xui xẻo này khả năng đoạn thời gian trước liền bị tiêu thanh trên lôi đài đánh chết, trở thành tiêu thanh đắc tội tôn xuân long dưới dẫn nổ. Rời đi hồi long tông trụ sở về sau, sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc dần dần đông thăng. Phương Trần đi ngoại môn, tìm người hỏi ý một phen thuận tiện sợ chạy mấy cái mới bắt đầu lên luyện công buổi sáng tiểu hài tử về sau, liền tìm được tiêu thanh tu dưỡng trì địa. Hắn ngay tại nhược nguyệt cốc suối thuốc phòng liệu thương, đông 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 đến đến. Tin tới trong sơn cốc suối thuốc sau phòng phương trần gõ cửa một cái đáp lại phương trần thanh âm là lang nguyễn nhi là ai phương trần cười nói là ta phương trần phương sư huynh cái này vừa nói Lăng nguyễn nhi lúc này mở cửa lộ ra bên trong tình huống lúc này tiêu thanh chính lâm vào hôn mê toàn thân ngâm tại trong rực trì lăng sư muội tiêu sư đệ tình huống như thế nào phương trần gió hỏi Lăng nguyễn nhi cười nói phương sư huynh làm phiền ngươi phí tâm tiêu thanh ca ca nhanh không sao Phương Trần khẽ gật đầu, của nhiên không hổ là khí vận chi tử. Hắn nhưng là biết, Tiêu Thanh là hôm qua bị thương. Cái này khôi phục tốc độ, quá nhanh. Không như chính mình, bởi vì khôi phục tốc độ quá chậm, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Xác nhận hết Tiêu Thanh tình huống về sau, Phương Trần cho Tôn Xuân Long trở về tin, xem chừng một hai ngày có thể xuất phát. Sau đó, Phương Trần liền hướng ngộ đạo nhai phương hướng bước đi. Muội muội ra đời việc vui, hắn đến cùng sư tôn nói một chút. Vì thế, Phương Trần còn chuẩn bị Phương Trần Trần lưu ảnh, muốn cho sư tôn nhìn một chút. Bất quá, Phương Trần là rất không có khả năng mang Phương Trần chân tới. Dù sao, hắn không muốn để cho một cái sẽ chỉ mét nhiều mét nhiều đứa bé bị ngươi lại sẽ đoạn chi trọng sinh. Chất vấn, chỉ bất quá, làm Phương Trần đi đến ngộ đạo nhai thời điểm, một màn trước mắt nhường hắn lâm vào trong kinh ngạc. Mặt trời mọc thời gian, màu da cam ánh nắng nhiễm khắp chân trời, tại dưới ánh sáng, lệ phục chính ngồi xếp bằng tại hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền, hai tay giơ cao đại ngộ đạo tiên thạch. Phương Trần không khỏi cả kinh nói, sư tôn, tại sao lại bắt đầu tu luyện? nhìn thấy lệ phục đang tu luyện phương trần lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng lăng tu nguyên đã từng nói sư tôn chỉ có đang bị người đánh bại sau đó mới sẽ tu luyện nhưng trong khoảng thời gian này có ai đánh bại qua sư tôn sao phương trần nghĩ nghĩ lộ ra mấy phần táo bón bị đè nén thần sắc khả năng này không thể nói không có chỉ có thể nói cơ bản không tồn tại liên lăng tổ sư ở trước mặt hắn duy nhất một lần đánh bại sư tôn đều là tại vạn năm núi lửa bên trong ấp u thật lâu đánh lén mà lại Nói thực ra, cũng không tính được đánh bại, chỉ là đem sư tôn đưa đi mà thôi. Chờ một chút, Phương Trần nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ đầu óc. Không đúng, ý nghĩ của ta nhận hạn chế. Một giây sau, Phương Trần ánh mắt sáng lên, lập tức nghi đến. Đầu tiên, sư tôn tự xưng là đại đạo hóa thân, lòng hao thắng cực mạnh, cực làm kiêu ngạo. Như vậy, với hắn mà nói, rất có thể không chỉ có chiến đấu có thắng thua, có thể xảy ra công việc bên trong đủ loại sự tình đều có thắng thua. Tội như là chân trần cầu như hắn nhường đường, hắn đều không cho mà tại phương trần trong ấn tượng sư tôn được cho bị đánh bại cũng là hai ngày trước chính mình hỏi thăm hắn thời điểm biểu hiện của hắn tại lần trước chính mình liên tiếp nhắc đến khí vận thiên đạo cái này các loại vấn đề lúc sư tôn loại kia trầm mặc thật lâu mới tác đáp biểu hiện rất giống là bị hỏi đến cái này không phải liền là gặp khó sao sau cùng tại chính mình sắp nhắc đến hệ thống thời điểm sư tôn cái kia cưỡng ép rời đi một bộ cái này là không thể đụng vào đề tài dáng vẻ rất có thể cũng là bị chính mình đánh bại như vậy kể từ đó hiện tại sư tôn bắt đầu tu luyện tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý nghĩ tới đây phương trần tuy nói cảm thấy ý niệm này có chút hoang đường nhưng càng nghĩ người cũng không thể không nói cái này của thật có mấy phân hợp logic đạo lý ý niệm tới đây phương trần lấy ra tàng tính chiến phủ hỏi tàng tính giả thiết ngươi bây giờ là một người điên sau đó ngươi muốn là trả lời không được vấn đề của ta ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ngươi bị ta đánh bại tàng tính trầm mặc một lát sau thản nhiên nói ta hiện tại liền trả lời không được vấn đề của ngươi nhưng ta sẽ không cảm thấy ta thua ta chỉ sẽ cảm thấy người mới điên rồi đây là người bình thường có thể nghĩ ra được vấn đề sao phương trần được rồi tăng tính không hiểu tiền căn hậu quả hiểu lầm cũng bình thường lời nhắc cùng hắn giải thích sau đó phương trần nhìn qua tu luyện lệ phục chứ không thèm quan tâm lệ phục đến cùng là bị ai đánh bại trong đầu hắn đang nổi lên một đống vấn đề chuẩn bị hỏi thăm lệ phục bởi vì lăng tu nguyên nói qua lệ phục đi qua tu luyện về sau đầu óc sẽ tiến vào ngắn mùi thanh tình kỳ lúc trước lăng tu nguyên cũng là thừa dịp lệ phục thanh tỉnh ngắn mùi lúc nhưng lệ phục đại biểu đức thánh tông nổ nát tạm nhiên tông thiên ma quật ý niệm tới đây phương trần trong lòng kích động vậy bây giờ chính mình chỉ cần chờ sư tôn tỉnh táo lại không liền có thể lấy hỏi một đống vấn đề sao thí dụ như cùng giới kiếp có quan hệ sự tình cùng hệ thống có quan hệ sự tình nghĩ tới đây phương trần tìm cái sẽ không quấy dây đến lệ phục vị trí ngồi xếp bằng xuống kiên nhẫn chờ lệ phục thức tỉnh hai ngày này dù sao cũng muốn chờ tiêu thanh khỏi hẳn nhàn rồi cũng là nhàn rỗi ở chỗ này chờ liền tốt cho phương trần sau khi ngồi xuống táng tính thản nhiên nói chủ nhân ngươi vì sao muốn ngồi ở chỗ này bởi vì ta đang chờ ta sư tồn kết thúc tu luyện táng tính thản nhiên nói sư tôn của ngươi cái kia há không phải liền là rực khung trong miệng vị kia truyền thuyết bên trong không gì làm không được đại đạo hóa thân hắn ở đâu phương trần không có trả lời chỉ là cau mày mẹ nó vốn là hắn vẫn cảm thấy táng tính không bị nhất thiên tam điểm hóa mà nói là một cái phi thường tốt trung đụng khí linh nhưng hắn hiện tại mới phát hiện gia hòa này không có tâm tình về sau càng làm cho người ta khó chịu người không cách nào phân biệt hàn đến cùng là tại âm dương quái khí vẫn là tại thật trần kinh lại nói vô tình kiếm tôn chém dụng táng tính tâm tình về sau có phải hay không cũng trải qua loại cảm giác khó chịu này thí dụ như tu thành kiếm pháp táng tính thản nhiên nói À, người quá lợi hại vẫn chưa có người nào có thể tu thành loại kiếm pháp này đây độ kết thành công táng tính thản nhiên nói chủ nhân người thật lợi hại người là thiên hạ đệ nhất kiếm tu muốn là đưa đến tiên giới đi gặp phải cái tiên nhân táng tính còn nhàn nhạt, nhạt nói oa à, tiên nhân thật lợi hại đây thay vào vô tình kiếm tôn về sau, phương trần cảm giác mình khả năng không có tâm tình cũng phải bị tàng tính khí ra điểm tâm tình tới. lúc này tàng tính gặp phương trần không trả lời, lại nhàn nhạt hỏi chủ nhân, ngươi vì sao không để ý tới ta? phương trần thu hồi suy nghĩ nói ra, phía trước cái kia giơ tảng đá cường giả, cũng là sư tôn của ta. vừa mới nói xong, tàng tính bay ra, ở giữa không trung lơ lửng một lát sau, đột nhiên thản nhiên nói, cái này liền là của ngươi sư tôn trong truyền thuyết đại đạo hóa thân sao? cái này cũng quá kinh khủng, phương trần. Phương Trần cắn răng nói, khủng bố ở đâu? Sư tôn liền vô thanh vô tức tung bay ở nơi đó, thậm chí đều không cảm giác được hấp thu linh lực ba động, cái này khủng bố cái lông gà á. Tàng tình nếu là không có thể giải thích hắn vì cái gì nó lại phục khủng bố, cái kia đây chính là tại âm dương quái khí. Nhưng tàng tính lạnh lùng nói, ngươi nhìn, ngươi sư tôn trong tay tảng đá, cùng tàng tính chiến phủ khối kia đủ để có thể xưng thiên hạ đỉnh cấp trí bào tảng đá, là giống nhau như đúc chất liệu. Mà loại này liền đại thừa kỳ ta đều không thể xâm nhập đỉnh cấp chất liệu, ngươi sư tôn có một khối lớn như thế cái này đủ để nhìn thấy ngươi sư tôn thực lực chân thật chẳng lẽ cái này còn không khủng bố sao phương trần lửa giận một trận lập tức do dự một chút mắt lộ ra trầm tư sau đó lại nhìn sang tàng tính gia hỏa này thế mà thật có lý do xem ra chính mình là mình lấy bụng tiểu nhân đó làm quân tử dù sao hắn cùng dực hung mỗi ngày âm dương quái khí lâu ngày xem ai đều cảm thấy tại âm dương ân ừ, đều do dực hung lúc này tàng tính lại lạnh nhạt nói chủ nhân tảng đá kia đến tôi cùng là cái gì chí bảo vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói qua nghe vậy phương trần thuận miệng nói đây là thành kiếp thạch dù sao sư tôn mỗi ngày đổi tên hiện tại để cho mình đổi cái tên cũng không tính là gì thành kiếp thạch tàng tính nghe vậy có chút dừng lại lập tức thản nhiên nói đây là vật gì cái này nghe tựa hồ có vô cùng ảo diệu đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt, 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 đột nhiên vang lên nói hiêu nói vượn cái gì cái này vừa nói phương trần đầu tiên là xứng sờ ai nói ta nói hiêu nói vượn sau một khắc phương trần vô ý thức lần theo mặt trời mới mọc nở rỗ vị trí nhìn lại liền trông thấy tại rực sàng dưới ánh sáng của cầu đá thăng thiên mà lên một bóng người cao lớn chậm rãi đứng lên ở sau lưng hắn vô cùng quang mang chiều sáng thiên địa lệ phục tỉnh ở tại trên thân một cố quần cuộn, cuộn bằng bạc thương mang khí thể chính đang chậm rãi dâng lên rung động lại không chấn nhiếp cường hắn lại không hung ý bao dung vạn vật dường như thiên địa có thể nhập hoài dường như hết thảy cuối cùng ở đây hết thảy mở đầu cũng ở đây thay thế phương trần há to mồm lộ ra trần kinh Lúc này, cô mặt trời mới móc cùng nhau triệt để dâng lên, sau lưng ánh sáng vạn trượng lệ phục thản nhiên nói, cái gì thành kiết thạch, đây là đại ngộ đạo tiên thạch. Nhìn đến lệ phục thức tỉnh một khắc này, Phương Trần bỗng nhiên có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Chờ thật lâu, do cục chờ cho tới hôm nay, hắn nhận biết sư tôn thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn đến sư tôn gọi đối pháp bảo của mình danh xưng. Bất quá, Phương Trần mỗi lần cùng lệ phục gặp mặt, đều có thể đạt được một cái tên mới, cái này bỗng nhiên phía dưới, không có cái mới tên, còn có chút quái không thói quen. Dù sao, đại ngộ đạo tiên thạch hoàn toàn chính xác không bằng vạn cổ bất hủ thạch, không niết tiên thạch, thương mang vận thiên thạch, vi nguyên thần trụ thạch các loại tên em tai. Được rồi, chính mình lên thành kiết thạch cũng rất có ý cảnh. Sau đó, Phương Trần mang theo táng tính, đi đến lệ phục trước mặt hành lễ nói, bài kiến sư tôn. Lệ phục chờ Phương Trần đi hết lễ về sau, thản nhiên nói, mê mơ, không cần đa lễ. Phương Trần chán một tiếng, lập tức, hắn mới nói, được rồi, sư tôn. Theo sát lấy, Lệ Phục thật sâu nhìn Phương Trần vài lần, trong mắt tựa hồ có mấy phần vui mừng, lại có mấy phần đau lòng, lập tức khẽ vươn cầm nói. Không tệ, kết thai so với lần trước có tinh tiến, trong thân thể có nhiều thêm đan đỉnh thiên khí vận, thật không hổ là đồ đệ của ta. Nghe vậy, Phương Trần vui mừng quá đỗi, Sư tôn thật thanh tỉnh à, Lệ Phục nói ra, tới tìm vi sư có chuyện gì? Phương Trần quyết định thật nhanh nói, sư tôn, ta muốn hỏi ngài, mày biết giới kiếp làm sao vượt qua sao? Trên thực tế, Phương Trần có một đồng vấn đề, thí dụ như Lệ Phục Điên thời điểm trí nhớ, hắn hiện tại còn nhớ hay không đến, thí dụ như Sư Tôn đến cùng là làm sao lâm vào thần hồn hỗn loạn lại thí dụ như. Còn có, Phương Trần ngay từ đầu tìm đến Lệ Phục là vì nhường Sư Tôn nhìn xem muội muội chia sẻ vui sướng. Nhưng, Phương Trần đã vừa mới nghĩ qua, Sư Tôn thanh tình thời gian có hạn, tốt nhất đem điểm chết người nhất vấn đề sớm hỏi. Dù sao, tại Phương Trần xem ra, hắn bây giờ uy hiếp lớn nhất cũng là giới kiếp, thiên ma đều không tính là gì hắn thậm chí không hỏi thăm lệ phục có biết hay không giới tiếp trực tiếp ngầm thừa nhận lệ phục biết mà sư tôn vĩnh viện không có nhường hắn thất vọng làm phương trần vấn đề sau khi ra lệ phục thản nhiên nói rất đơn giản tìm tới giới kiếp hủy diệt giới kiếp là đủ phương trần vội nói như thế nào tìm kiếm dùng cái gì lực lượng hủy diệt lệ phục thản nhiên nói không cần tìm người vẫn không có thể lực tìm nó không chỉ như vậy người bây giờ muốn đem hết toàn lực nói đến đây lệ phục đột nhiên sắc mặt ngưng tụ trong miệng bắt đầu xuất hiện dừng lại dấu hiệu phương trần sắc mặt thay đổi đem hết toàn lực cái gì sau một khắc lệ phục thật sâu nhìn phương trần liếc một chút lời nói sai chuyển tiếp tục nói húng chi giới kiếp ngay tại qua trên đường tới hoặc là nói đã đến cho nên ngươi không cần phải gấp gáp phương trần nghe vậy biến sắc sư tôn vừa mới nghĩ nói đến cùng là cái gì nhưng phương trần cho dù lại có muôn vàn hiếu kỳ cũng không dám hỏi nữa sư tôn bộ dáng kia tựa hồ là bị hạn chế lệ phục tiếp tục nói đến mức lực lượng đó chính là ngươi có khả năng lấy được tất cả lực lượng toàn bộ đều muốn phương trần biến sắc toàn bộ đều muốn đây chẳng phải là phương trần vội vàng đính chỉ suy nghĩ bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm hắn lại nắm chặt thời gian gấp gáp gió hỏi cái kia sư tôn người lăng tổ sư vì sao nói ngài không thể đi thiên ma chiến trường lệ phục nếu có thể đi thiên ma chiến trường phương trần cảm thấy cái kia quá hoàn mỹ có thể tranh thủ thời gian giúp hắn thu thập một sóng lớn thiên ma lực lượng mà lệ phục nói ra tu nguyên không biết ta nếu là đi thiên ma chiến trường sẽ dẫn đến giới kiếp giá tốc tiền đến phương trần biến sắc trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ bỗng nhiên dâng lên nhưng hắn không dám truy vấn vội vàng đổi kẻ vấn đề muốn còn muốn hỏi nhưng vào lúc này lệ phục đột nhiên đưa tay gọi về đại ngộ đạo tiên thạch đồng thời nhìn lấy phương trần ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói trần nhi phương trần sững sờ lệ phục nhìn lấy phương trần dán nuôi trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười đưa tay vô vỗ phương trần không muốn hy sinh chính mình nếu là thất bại ngươi có thể rời đi cái thế giới này phương trần sắc mặt bỗng nhiên ngừng kết sau một khắc Lệ Phục bắt lấy đại ngộ đạo tiên thạch, vù một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ngơ ngác phương trần. Hắn nhìn lấy trước mắt trồng rộng vách núi, trong lòng có vô số suy nghĩ cuồn cuộn. Giờ đi, cái thế giới này, cùng lúc đó, thiên ma chiến trường, cái này ma khí đủ hắc. Một thân áo bào trắng lăng tu nguyên nhìn qua đậm đạp bến giường như ngưng tụ thành đại dương mênh mông màu đen ma khí, cho mày nói. Ở tại một bên, triệu nguyên sinh lắc đầu, mặt mày khóa chặt, mang theo ưu sầu. Như thế ma khí nồng nặc, ta đều lo lắng bên trong cất dấu nhiều vô số kẻ đại thừa thiên ma cái này ma khí muốn là tràn vào linh giới chỉ sợ ma đạo tông môn đều gánh không được lăng tu nguyên lắc đầu có điều thiên ma nội bộ phải chăng xảy ra vấn đề gì vì sao không có phản ứng trước kia chúng ta vừa tiền đến nhưng cái kia lão xúc sinh không đều chạy tới sao trên thực tế lăng tu nguyên chỗ lấy sẽ nói ôn tú không cần phải lo lắng về không được vấn đề là bởi vì tại hắn nhận được giấy vàng bên trong trở sáng tỏ thiên ma chiến trường ma khí càng lúc càng nồng nặc sau cùng vậy mà nồng đậm đến liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều không sống được dưới tình huống đó, tất cả tu sĩ, tất cả yêu tộc đều bị bách thổ lui ra khỏi thiên ma chiến trường. Mà cũng là tại tất cả tu sĩ cùng yêu thủ lui ra thiên ma chiến trường về sau, linh giới chính tông cùng yêu giới cửu tộc phải ra 18 tên đại thừa. Cùng một chỗ tạm thời để súng chính ma, yêu nhân ở giữa cửu hận, làm tiền trạng quân tiến nhập thiên ma chiến trường. Bởi vì thiên ma chiến trường quy tắc, làm đại thừa kỳ sau khi tiến vào, sẽ nhanh chóng mà kinh động cái khác đại thừa. Cho nên, cái này tiền trạng quân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chỉ sợ vừa tiến vào thiên ma chiến trường liền sẽ tao ngộ từng cơn sóng liên tiếp cực kỳ khủng bố công kích tại 18 tên đại thừa sau khi đi vào tất cả mọi người liền lập tức bắt đầu bố trận pháp bắt chước bảo thậm chí bấm niệm pháp quyết toàn lực chuẩn bị thuật pháp nhưng nhiều mọi người không nghĩ tới chính là thiên ma chiến trường không chuyện phát sinh một chỉ xuất hiện đại thừa thiên ma đều không có chỉ có ma khí không ngừng mà cuồn cuộn ăn mòn bọn họ trận pháp thuật pháp để bọn hắn bày ra bấy dập đều mất đi hiệu lực nhưng không có công kích bọn họ cái này để bọn hắn không khỏi ngây ngần cả người đây là cái gì tình huống nguyên nhân chính là như thế phía sau đại thừa thăm dò tính cùng một chỗ tiền đến cũng đều như thế không chuyện phát sinh không biết trước lùi ra ngoài à triệu nguyên sinh trông về phía xa ma dương mặt sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói lăng tu nguyên khẽ gật đầu ánh mắt quét hướng bốn phía tâm lý thở dài một hơi đáng tiếc hắn thu đền giấy vàng biết được thiên ma chiến trường biến hóa lúc vốn là trong lòng cuồng hỉ muốn là đại thừa thiên ma không xuất hiện đem thiên ma chiến trường chắp tay tương nhượng lời nói hắn có thể cho tất cả đại thừa câu thông một chút vài trận tiếp theo kinh thiên động địa uy lực có thể xưng diệt tuyệt cổ kim đại trận lại tìm một nhóm tu sĩ làm là môi nhử thiết lập ra một cái to lớn bẫy dập nhưng rất đáng tiếc những thứ này mà tắt hời ý nghĩ của hắn sau đó cái gì đều không làm được đại thừa nhóm chỉ có thể theo thứ tự có thứ tự rời đi thiên ma chiến trường cho lấy phải có tự là bởi vì sợ có cái nào hèn hạ đồ vật thừa cơ đánh lén sau đó mọi người rời đi thiên ma chiến trường về sau liền bắt đầu ra cổ ma uyên lối vào tại linh giới bên trong toàn bộ tinh thần đề phòng chờ đợi biến hóa ngay tại lăng tu nguyên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm một cái tay thô bạo vỗ vỗ bờ vai của hắn ai vậy ngưng thần mà đối đãi lăng tu nguyên trên mặt nhất thời mang theo bực bội đeo loại thời điểm này ai tới tìm hắn hắn quay đầu nhìn lại trên mặt bực bội nhất thời cứng đờ một tên đeo kiếm mỹ phụ chính nhìn xuống hắn trong miệng thả nhiên nói người cô nãi nãi thế nào lăng tu nguyên lúc này cười lạnh kiếm lão quỷ người không nên quá phận mỹ phụ đột nhiên móc ra một bản da phả lật đến lấn côi một trang nén ra ngoài thản nhiên nói mới nói không muốn cho người cô nãi nãi lên ngoại hiệu không coi bề trên da gì thật là đáng đánh đòn